Thưa quý vị, như tin đã đưa, sau một ngày tranh tài, chiều qua vòng loại cuộc thi Robocon Việt Nam 2023 phía Nam đã chọn được 6 đội xuất sắc nhất lọt vào vòng chung kết toàn quốc Robocon 2023. Trong đó, cả 5 đội đều đến từ trường Đại học Lạc Hồng và 1 đội đến từ trường Cao đẳng Công thương miền Trung đến từ tỉnh Phú Yên. Như vậy, cả nước sẽ có 32 đội đến từ các trường đại học cao đẳng sẽ tranh tài tại vòng chung kết Robocon Việt Nam diễn ra tại tỉnh Nam Định vào tháng 5 tới đây. Theo đánh giá của ban giám khảo, đến với cuộc thi lần này, dù thời gian chuẩn bị không nhiều, song các đội đã nỗ lực thiết kế robot khá tốt. Đại diện lãnh đạo trường Đại học Lạc Hồng cho biết cả 5 đội của trường sẽ tiếp tục cải tiến robot để có thể giành chiến thắng tại vòng chung kết sắp tới.